Các em đã từng thắc mắc là tinh bột và cellulose có phản ứng với cả CuOH tất cả hai lần hay không. Ok không nào? Vậy thì hôm nay mình sẽ cùng đi trả lời câu hỏi đó. Trước tiên này thì ở đây đề bài cho chúng ta là cho các chất glucose, saccharose, tinh bột và glycerol và với các cái phát biểu dưới đây ABCD thì người ta hỏi số phát biểu đúng. Thì cụ thể nó sẽ nằm ở cái phần kiến thức của IC là có 3 chất hòa tan được CuOH tất cả hai lần. Đấy, à, vậy thì trước tiên ấy, mình sẽ đặt ra câu hỏi là a, à, glucose, saccharose và glycerol thì có phản ứng và hòa tan được với cả CuOH tất cả hai lần rồi. Nhưng mà tinh bột ấy nó có phản ứng hay không? Đúng không? Và con nó có hòa tan hay không? Thì bây giờ mình sẽ cùng đi trả lời đây. Trước tiên thì tinh bột ấy nó có công thức là C6H10O5 tất cả N lần Và trong tinh bột có ba cái nhóm OH Vì thế nên mình có thể tách ba cái nhóm OH ra riêng Ok không nào? Vậy thì mình có thể viết công thức dưới dạng là C6H7O2 này OH tất cả ba lần đúng không? Mình tách ba cái nhóm chức OH ra Được chưa nào? Vậy thì từ đây này Câu hỏi được đặt ra lúc này là À nó cũng có các nhóm OH liền kề đấy Thế thì câu hỏi được đặt ra là Nó có phản ứng với cả CUOH tất cả hai lần không? Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng đi trả lời này. Trước tiên các em sẽ có nhận định là tinh bột không tan trong nước và CuOH tất cả hai lần cũng không tan trong nước. Vậy chứng tỏ là hai chất này nó đang ở trạng thái rắn. Ok không nào? Vậy thì khi mà ở trạng thái rắn thì hai chất này này nó rất khó có thể tiếp xúc được bề mặt với nhau và có thể phản ứng với nhau. Ok không? Bây giờ muốn phản ứng xảy ra thì các chất đấy nó phải có sự tiếp xúc với nhau thì lúc này mới có khả năng tạo ra được sản phẩm nhá. Nhớ nhá khi tiếp xúc được với nhau thì lúc đấy mới có khả năng thôi tạo ra được sản phẩm còn bây giờ tiếp xúc với nhau còn rất kém như thế thì sản phẩm tạo ra làm sao mà được ok chưa vậy thì đấy là nguyên nhân thứ nhất nhất này được chưa nào vậy từ đây dẫn đến việc là à không phản ứng này tiếp tục này nhưng mà các em cũng đã nhận định một điều là nhưng mà tinh bột vẫn có thể tan được ở trong phần nước nóng mà thấy đúng không à ừ ok đi cứ coi như là nó có thể tan được đi và nó gặp được cuoh tất cả lần nhưng bây giờ này sẽ cùng quan sát cái cái thí nghiệm của một cái polyancon nhá. À đây, mình lấy ví dụ của glycerol đi, đúng không? Khi glycerol phản ứng với cả CUOH tất cả hai lần thì các em nhận thấy này, xem bởi vì là muốn phản ứng với cả một phân tử CUOH tất cả hai lần thì sẽ phải cần có hai cái phân tử glycerol tiến lại gần, nhớ nhá, hai phân tử glycerol tiến lại gần. Vậy thì bây giờ a thế tức là ở đâu có glycerol thì mình sẽ thay cái tinh bột cái phân tử tinh bột vào đây thôi đúng không? Ok chưa? Nhưng mình sẽ vẫn hiểu này. Cái phân tử tinh bột ấy nó có cấu tạo như nào? Nó có cấu tạo mạch rất dài đúng không? Tức là cái phân tử của nó có cái phần mạch rất dài. Ok không? Có phần mạch rất dài như này. Đây, có phần mạch rất dài như này. Đấy, giả định như thế và khi cái phần mạch rất dài như thế thì cái phân tử của nó rất cồng kềnh đúng không? Cái kích thước của nó rất lớn mà. Vậy thì khi mà kích thước cồng kềnh như thế vậy thì nó rất khó khăn khi mà để cho hai cái phân tử cồng kềnh nó tiến lại gần với nhau mà để phản ứng được với cả CuOH tất cả hai lần. Được chưa nào? Ở đây chỉ là khó khăn thôi, trên thực tế nhá. Ở trong các cái phòng thí nghiệm khi mà các điều kiện thí nghiệm của em hiện đại hơn thì tinh bột vẫn có thể phản ứng được với cả CuO tất cả hai lần. Bình thường, nhưng sẽ cần phải có các cái công nghệ hiện đại như kiểu là dung siêu âm này. Ok không? Vân vân. À, nhưng mà ở đây vẫn có thể phản ứng được. Nhưng bây giờ cứ giả sử là có phản ứng đi. Thì khi tạo thành sản phẩm thì chỗ này cũng là thay thế. À, cứ ở đâu có glycerol thì các em thay thế cái phần mạch của tinh bột là thôi đúng không? Vậy thì khi tạo thành này, do ấy, nó vẫn tồn tại cái phần mạch đúng không? vẫn phần tồn tại phần mạch tinh bột đấy, nó dài như thế, kích thước to như thế, kích thước cồng kềnh như thế. vì thế nên với cái kích thước như thế, nó sẽ không tan được ở trong nước đâu. vì vậy lúc này này, nếu như phản ứng thì ok đồng ý là nó có thể phản ứng đấy, được chưa? đây là có thể phản ứng với những điều kiện hiện đại, ok không nào? nhưng có hòa tan được hay không ý? thì câu trả lời là không, bởi vì cái phân tử sản phẩm tạo thành ý, nó cũng rất lớn và từ đó nó không tan được ở trong, không tan được trong nước đâu. Được chưa nào? Vậy từ đây dẫn đến việc là A. À, glucose thì có thể này, đúng không? Saccharose thì có thể này. G Glycerol thì có thể. Vậy thì có ba chất có thể hòa tan được CUH tất cả hai lần thôi. Đúng chưa? IA A người ta bảo là có ba chất tác dụng được với cả AgNO3 trong môi trường nh 3 có mỗi glucose thôi mà. Ý A sai này. Ý B có hai chất có phản ứng thủy phân trong môi trường axit, đúng rồi, G à saccharose và tinh bột đúng không? B đúng này. D này có bốn chất Cả bốn chất đều có nhóm OH trong phân tử, đúng đúng không? Glucose, saccharose, tinh bột, glycerol đều có OH trong phân tử. Vậy thì lúc này D cũng đúng, C cũng đúng. Vậy thì phát biểu số phát biểu đúng của mình ấy, sẽ phải là đáp án D. 3 đáp án đúng, đúng không?